Dạ, công an xã Cần Thơ cũng kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Đầu clip thì mình kính chúc cô chú anh chị các bạn ha, làm ăn phát tài phát đạt trên mọi lĩnh vực. Như chế dừa nè, tròn do ha cô chú anh chị bạn. Rồi bắt đầu vô clip ha. Đầu clip thì mình cũng mời cô chú anh chị em mình xem quýt hồng ha. Rồi em hay vô mai cô chú anh chị bạn để mình có thích. Lỡ mình muốn tìm một loại quýt hồng ở đâu có thì đây có ha. Rồi có trái luôn. Rồi thấy cô gái bên kia đứng đó. Em ngồi đi cho nó. Rồi ngồi luôn rồi. Chào em. Chào cô chú anh chị em mình á. Hôm nay thì cô chú anh chị em mình nếu mà có theo dõi em từ năm ngoái thì cũng biết vườn nhà em có quýt hồng, thì bữa nay bắt đầu nó có trái lại thì nên là em cũng giới thiệu đầu clip ha. Em chuẩn bị quay mai thì em mới giới thiệu đầu clip. Cái cây này như cái cây này của em à. Em đếm nha. 2 4 5 6 7 8 9 trái. Đó, cái cây như thế này nè, đầu năm ngoái em cũng có bán. Năm ngoái thì vườn nhà em cũng có bán như thế này nè. Rồi đó, với 2 4 6 8 mười mấy 2, trái 4, chứ. 3 4 8, 5 10, 6 12 trái. 7, 8 9 10 11 12 giờ em ngồi xuống thấy cái 12 trái nè. Đó cô chú anh chị em mình đó, cái cây này đó là em vẫn năm ngoái em vẫn có bán. Cô chú anh chị em nào mà quýt hồng thì trái nó rất ngọt nha cả nhà. Bự đẹp cái. Thì cô chú anh chị em nào mua về trồng thì liên hệ qua số điện thoại là 0968 282738. À, hôm bữa em muốn nói với cô chú anh chị em mình đó là hôm nay lại vô vườn nhà trong nhà em để em quay cái clip. Thì cô chú anh chị em mình em có hai vườn, một hôm nay em quay ở ngoài vườn không mà hôm nay em vô nhà để em quay clip trong nhà. Là gì vậy? Cái cánh trong nhà. Đây là bắt đầu quay clip ở trong nhà nhé. Đây là vườn mai ở trong nhà em. Hôm bữa là em quay ngoài vườn, hôm nay là vô trong nhà. Kia là lên kia chút tới nha cô chú anh chị bạn. Đây vẫn có 60-70 mét. Đây quýt hồng ha. Đây trái nhóc chân ha. Rồi mình vô clip của chú anh chị bạn ơi. Rồi mình đi vô ha cô chú anh chị bạn. Vô thêm vườn mai vào Thủ Đức ha. Ở đây là đại học luôn. Vườn mai ha. Đẹp ha. Anh thấy em không? Không biết luôn, thấy em không thấy luôn, thấy mai không. Đi vô trong đây đi. Thì đây, chào. Thì cô chú anh chị em mình nếu mà theo dõi em từ năm ngoái thì biết em là có hai vườn, một vườn ngoài đó và trong đây là cái vườn ở trong nhà em. Thì năm ngoái em cũng có quay clip ở chỗ này luôn nữa nè. Cũng 2, 3 lần. Dạ em cũng quay được mấy lần ngay chỗ vườn nhà em chỗ này. Thì đây là những cái lô giảo của vườn nhà em cũng chuẩn bị ra mắt như chào bán cho cô chú anh chị em mình, nhưng mà hiện tại là em chưa ra. Tại mỗi con tàn, cái tàn nó cũng còn hơi yếu. Thì em vườn nhà em cũng có số lượng nha cô chú anh chị em mình. Ai muốn lấy sỉ về để mình kinh doanh lại thì liên hệ em qua số điện thoại là 0968 282738. Đây là em quay một lượt vòng ở trong vườn ở trong nhà của em. Đặc biệt là em không quay vườn khác nha cả nhà, em không đi quay vườn ở clip ở vườn khác nhé, em chỉ quay ở vườn nhà em thôi. Đây là cũng có một số cây đại lộc nè, đây là cũng cây đại lộc nha cả nhà, đây là cây đại lộc nè, chàng này vàng giảo Thủ Đức nè, giảo Thủ Đức đại lộc cũng có. Đây nè, qua tới đây là nó có một số đại lộc nó có bông nè. Cái vàng này mới con tàn á. Đây là vườn nhà em hết nha cả nhà. Đó nè, đại lộc nó có bông nè. Đây, giờ em ghép lên nè. Đây chuẩn bị tạm chưa có cho bán nè. Đại lộc nè. Cái nút đại lộc nè. Nó rụng luôn. Em đụng vô. Đây cái lô này cũng đang ghép bên đây nè. Cái mấy cái cây này bông cũng to nè. Em là em không có quay vườn khác. Em chỉ quay vườn nhà em thôi. Đủ trần do ha. Hôm nay thì em cũng vô clip để chào bán lô đại lộc VIP nha cả nhà. Lô đại lộc gốc đẹp bự xù. Rồi bắt đầu mình vô clip thôi chú anh chị bạn. Vô clip. Rồi vô clip người chú anh chị bạn. Rồi vô phôi. Dạ. Ở trong nhà em thì em có lô phôi. Trong nhà em sẵn đây hôm nay thì vô trong. Thì bắt đầu em ba quay vườn clip ở trong nhà em thì em giới thiệu sơ lược qua có lô phôi nhé. Cả nhà nào mà hợp ý cái nào, anh chị nào hợp ý cái nào á thì liên hệ em qua số điện thoại thì em báo giá để giao lưu luôn ạ. Chỉ cái này em không có lên clip mà quay từng cây. Như cô chú anh chị em nào mà hợp ý hợp nhãn cái nào liên hệ số điện thoại em kết bạn Zalo thì em gửi mẫu với em báo giá qua Zalo luôn. Cái này có một số cây phôi như thế này nè, hãy lên từ em đâu quên rồi. Mình gốc này là 36 nha cả nhà. Để đẹp mà chứ. Dạ, để đẹp. Thì dòng phôi này em cũng đang có hình thú không à. Ồ, không ghé lực không có chút gì bạn. Dạ. Anh quay hết đi. Để quái là quay so hết cái dạng nguyên này thân. Dạ.
Thì sẵn hôm nay là clip mở hàng ở trong vườn nhà em á, thì em giới thiệu sơ lược qua có phôi mai nè, với hôm nay em có lưu đại lộc VIP lên cho cả nhà mình. Còn dạ có lưu giảo vừa rồi em giới thiệu ở trong nhà thì chắc là em cũng ba chào bán, nhưng mà chắc sắp tới đây em mới chào bán cái lưu giảo đó. Wow, cái này này dữ quá ta, toàn thú à. Cô chú anh chị em mình cứ học cái nào thì cái đuôi đít dạ. Liên hệ em qua số điện thoại rồi cái bắt đầu đây nè, cây này mới ghê nè. Đùng tùm ra cái đọt. Trời nó xàm. Nó phát triển gì thế này là em chuẩn bị với ghép. Thú ha. Dạ. Đi quái. Dạ. Thú không ai chú gì bạn. Chỉ cành nè, điều nè. Nhà chứ hôm nay quay ở ngoài vườn không à. Toàn bộ ngoài vườn không à. Đây có cái này. Nói đi. Em không thích nói xa. Anh lại em mới nói thì nghe sao? Chứ hả? Em biết nghe nhưng em không nói thì sao? Nên thôi. À, em không thích nói xa thì sao? Ý anh là sao? Cảnh rộng cái cây nó mới bự, thấy cái cây hết cây không? Hai giấy nữa nha cả nhà. Hai giấy thì sắp tới đây em cũng sẽ chào bán có hai giấy nữa ha. Anh đặc biệt em nhắc lại với cô chú anh chị em mình là em chỉ quay vườn nhà em có hai chỗ, hai địa điểm quay. Một là miếng vườn ở ngoài em hay quay quen thuộc, còn đây là miếng vườn ở trong nhà, thì hôm nay em mới quay lại. Nếu mà cô chú anh chị em nào mà theo dõi em thường xuyên từ năm ngoái năm nay thì biết em cái vườn ở trong nhà em nhé. Đi quái nha. Rồi vô clip nha cô chú anh chị các bạn, để thời gian ha. Rồi vô này mai sắm máy luôn. Rồi hôm nay em vô trong vườn trong nhà thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình có lưu đại lộc VIP luôn ha. À, gốc vành gốc to nè, dí xù xù dâm me, nhưng có cây xù cục luôn nữa. Cái này xù dâm me thôi, có cây xù cục thì ở ngoài đó để lực ha chú đều nở. Nhưng những cái lô hàng như thế này thì cô chú anh chị em mình lấy số lượng lấy ấy thì từ khu vực Sài Gòn về tỉnh miền Tây chắc em giao xe tải. Dạ, lấy từ 2-3 cây chắc em giao xe tải. Em để nguyên trọng xếp luôn. Hôm nay giao lưu với cả nhà luôn. Dạ. Đại lộc cả nhà. Gốc to luôn, kính tàn. Gốc to kính tàn luôn, cái này là cũng ghép. Tại vì hồi đó giờ em quay ngoài vườn thì gốc nhỏ, hôm nay vô nhà trong nhà thì mới quay gốc lớn nha cả nhà. Cái này là coi em mình coi là cái này cái gốc của nó nè. À, cái rễ của nó thì phần đa thì chắc bằng cổ chân em, với cổ tay em thì nhỏ xíu à. Cái để em quấn em đo thử. Rễ của nó đi. Cái rễ của nó kêu hoành bao nhiêu ha? Hoành 22 luôn nè, chỉ cho giùm em đi. Cái rễ của nó là đã hoành gốc hoành 22 luôn á nha. Cái này là cái rễ của nó, phần đa cái rễ. Bự lắm rồi chú chị. Cái rễ của nó là đã hoành 22 rồi, đây bắt đầu nó nở ra, nó xù ra. Đây thêm bó rễ nè. Cái lô này em gồm có 10 cây. Không có. Đâu đứng ngay chỗ cái tầm tay em. Che nó, che cái nắng để cho cái cây nó sáng. Anh chỉ vô anh đứng bên đâu? Không chưa, Út đây che ảnh ngoài. Anh đứng bên đâu? Rồi được rồi, đứng đây. Quay cái vành gốc giùm em ha. Cái lô này mình quay vành gốc giùm em nha. Để cho nó chuẩn vành gốc. Được chưa? Vành gốc là 37 nha cả nha. Vành gốc 37 của chú anh chị các bạn, để quá trời luôn. Cái lô này em có 10 cây á. Tán ngang 93. Chiều cao là 92. Là thường một cái rễ như thế này là phần ra rễ như thế này là nó hồi sớm mình đo một rễ của nó là tới hoành tới 22 đúng không? Là dạ cây này nó lâu lắm rồi, nhưng do cái này em ghép nó cái tàn nó cũng còn hơi yếu thôi. Cái cây mã số 1 này em xin giao lưu với cả nhà. Cái cây này với giá 6 triệu em bao phí vận chuyển toàn quốc ha. Đại lộc cái lô này của em là bông rất chuẩn luôn nha cả nhà. Rồi, đỡ cây hơi xuống gì bạn. Rồi xuống vô. Nước tới quá tràn. Rồi tiếp theo cái mã số 2 xuống gì bạn. Rồi cây bự ha. Cây mã số 2. Quay vòng lấy cái cảnh rộng trước. Rồi. Cái mã số 2 này cũng rất đều nha. Đều. Dạ. Đại lộc xuống gì bạn. Để nè, nở cuồn cuộn luôn ha. Dạ cái cây này thì đế nó nở rồi. Xù. Để xù hết trơn. Dạ. Cái này để nó xù, cái này xù dâm me. Hoành lớn không nghe chú gì bạn.
Hình gốc là 39. Để to lực đều hết thôi ha. Tán ngang là 87. Chiều cao là 82. Ô ghép kính cây luôn. Đây là cái mình lên coi mẹ. Cái rễ của nó bắt đầu nó bể xù luôn nè cả nhà. Đây nè, cái rễ của nó nè, như thế này nè. Nó ra thế này nè, nó lên cục cục với xù nè. Đều kính bầu luôn. Dạ, đều kính bầu luôn ha. Cái rễ của nó quay hoành kính bầu luôn. Cái rễ của nó rất chắc luôn ha. Cây rất là lực. Cây lực lực luôn nha. Cái này là nó bể xù lên nè, xù cho me lên nè. Đại lộc nha cả nhà. Đại lộc thì thường thường đại lộc nó có giá thành cao hơn những cái loại mai khác, và đặc biệt là những cái đại lộc mà nó có xù mà quanh gốc như thế này cũng hơi hiếm cả nhà. Thì xưa giờ em cũng đi cả là đại lộc rất là nhiều. Nhưng mà thì em khai trương cái clip đầu tiên là cái clip 10 cây đại lộc VIP này luôn cho cả nhà nhé. Với mã số 2 này em vô luôn cái cây này với giá 6.200.000, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn ha. Rồi 6.200, bao ship mã số 2. Dạ, phép đổi cây của chú nhiều bạn. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là cũng là cây cây đại lộc nha cả nhà. Nở cũ ha, rất đẹp. Cái này nở cũ rồi. Cái tàn cũng kính tàn đều luôn thôi chú nhiều. Dạ, dạ cái này do nhà ghép ở nhà nên là cái mọc bông với cái này kia đảm bảo cho của nhà mình luôn ha. Quanh gốc là 35, không quên xây. Xây lại đi. Em lại. Anh xây qua máy qua đây. Anh đâu rồi? Đây. Anh đi hướng nào? Anh hướng nào? Đó là đó, đây là. Rồi chỉ anh đọc luôn. Nãy nó 35 hả? Này ta 3 bằng 38, 37 rưỡi á. Thì tại nó chói nắng mà, rồi chưa? Rồi, 37. Bởi vậy mới kêu anh là quay cái thước dây coi á. Rồi. Cây bự này mình 81 là tán ngang. Chiều cao 105. Rồi cái cây mã số 3 này em vô lưu với cả nhà là 4.500.000, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn ha. Rồi 4.500.000 bao ship hơn của chú chị bạn. Cây là cũ. Rồi phép đổi cây luôn của chú chị bạn ơi. Dạ tiếp theo cây lọc mã số 4 của chú chị bạn. Đây dạ. Lọc cây bự nha. Cây mã số 4. Cái này cho cây đi thay. Rồi chạy công nghệ lực lực để nở ha. Dạ, 10 cây em có, lâu này em có 10 cây nha cả nhà. Quay sát luôn nè. Rồi, hoành 33 rưỡi. Hoành gốc là 33. Cái này nó có một cái đuôi nữa ha. Này sao chịu khó xây cái gốc vô giùm em ha. Coi cái gốc vô giùm em ha. Dễ lực. Gì mà gắn đồ đem xuống dưới gắn kèo này. Mình bẻ cái đợt này mình gắn xuống đây vừa. Con cũng tính vậy á mà con chưa có đủ kinh nghiệm để làm vậy. Đây viết đi cho bé. Vành gốc là 33 đúng không? Gốc là 3. Tán ngang 103. Chiều cao là 86. Gặp cây bự trước gì bạn. Rồi cái cây này em xin vô lưu với cả nhà với giá 5.500.000 nhé. Em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Rồi, xin phép đổi cây cô chú chị bạn ơi. Rồi, tiếp theo mã số 5 của chú chị bạn. Mã số 5. Còn cái để trước nha chú bạn. Cái này cây dán bay nha. Để trước. Ồ. Em chưa ấy mà. Quá trời. Cái này là cái đuôi nè, cái nhánh này là cái đuôi nè anh. Đuôi đẹp ha. Cái nhánh này là, anh đang dở là cái nhánh này nhánh đuôi nè. Chừng gãy cái đuôi ấy. Cây rất là lực hơn chứ bạn, hành thú luôn. Ghép tùm luôn ha. Cây đại lộc phía giữa Úc. Ba chục. Hoành này, bên này cái. Quay từ từ, quay nhỏ mà anh trong mặt. Cái cây này mình đáng lẽ nó nằm trong cái dĩa, nó có chân mà, nó có chân tay đầy đủ. Cái này mình moi ra là cái dạ. Đế cái này mình để mà. Cái dĩa thì mình moi ra do cái chậu này, em để cái chậu này á, em chưa có sang qua dĩa. Nhìn nó hơi hởm vô, không nhìn thấy cái chân mấy. Cái này là mình thay qua cái dĩa để nằm dán bay ha. Tàn kính ha. Phát triển rất tốt, cây tùm ha. Tán ngang là 99. Chiều cao là 89. Rồi cái cây mã số 5 này em giao lưu với cả nhà với giá 5 triệu ha. Đây rồi, giá 5 triệu ha. Bao ship luôn của chú gì bạn. Đây rồi, tiếp theo cái mã số 6 của chú gì bạn. Quá trời cái đế à. Đây dạ, cái này lực. xù cho me nè cả nha. Dạ, cây lực u nần ha. Đại lộc nha cả nhà. Đại lộc thì... À, được. Nó nghiêng qua tí, nó lắc quá à. Rồi.
vừa rồi em ghép một con tàn lại nhìn nó nhỏ vậy thôi, chứ còn cái gốc thì đây rất là phát triển là tốt, cái dạ. Mang đang ra được nè, bo bự hết trơn. Cái này là xù dâm me, bắt đầu lên xù dâm me nè. Cục cục luôn hết trơn vậy bạn. Đó còn thôi đâu 2-3 chỗ. Rồi. Cho 42 đi. Rồi 42. Con nguyên cũ. Rồi, cái cũ này thì mình đo tới đây thì nó to năm mấy lần mà. Cái đít này nó chua ra tới năm mấy lần. Nó chua ra. Không thật mình nó chua ra rồi, đó anh. Rồi. Rất là đẹp. Dạ nó chua đây mẹ. Cái này xù dâm me đít này nó chua ra, hoành gốc 42, tính hoành gốc thôi. 77 là tán ngang. Chiều cao là 101. Rồi cái cây mã số 6 này em vô lưu với cả nhà với giá 6.500.000 bao phí vận chuyển toàn quốc nhé. Rất là đẹp, rất lực ha. Rồi, rồi phép đổi cây chú chị bạn. Rồi, rồi tiếp theo của chú chị mã số 7. Mã số 7 cái cây này xù nha cả nhà. Đó. Đang xù bể. Cây to lực ha chú chị bạn. Dạ. Đại lộc nhưng cả nhà. Quay chậm. Rồi, cái này nhanh chút. Rồi đúng rồi. Gốc bể xù cho mẹ ha. Thân lực. Này bộ nguyên cái vàng này nó xù lên hết thôi nè. Ừ. Bể lên nó lên cục rồi nè. Bên đây nó cũng nằm hết thôi nè. Nguyên cái thân này là lên cục rồi nha. Cây đấy, thở đi. Anh đứng nó đi, anh chỉu qua. Đi qua. Đây tôi chỉ tới rồi. Bao nhiêu anh? 44 yếu xíu. 43 gửi đi cô chú anh chị, mình cho lẹ lắm. Kêu là tôi chỉ tay mình đo là hay lắm. Mình đừng. Chiều cao. Tán ngang là 93. Là chiều cao. Cao thế. Đó, dựng sớm thì dựng ốc đứng đây cần chỉ cái ghế ta. Quên hoài. Trời ơi. Con xuống dựng lên. 1,5 m mốt giá gieo không? Mốt thước dây là 1,5 m nha cả nhà. Từ miệng chậu lên tới đây là 1,5 m nha. À, từ 1,5 m. Rồi lên là 1,5 m nha. Xù rồi nha cả nhà, đem đếm cái bao nhiêu mắc bò vậy? À. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mắt nhỏ ở đây nó nổ, cây nhánh này nó đúng 10 mắt bo nha cả nhà. Mà đặc biệt cái này là nó có một cái tược đi thẳng lên nữa nè. Nó, cái ngọn nó đi thẳng cái lên luôn. Thẳng đằng là phải tốt. Dạ nên nó rất là đẹp nha. Cái cây mã số 7 này em giao lưu với cả nhà với giá 7.500.000 em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn ha. Đó rồi, xin phép mình đổi cây của chú anh chị các bạn. Dạ tiếp theo cái mã số 8 của chú anh chị các bạn. Này. Cái mã số 8 cả nhà. Ừ. Cũng là cái đại lộc ạ. À. Siêu siêu thẳng. Cái này một thân một cốt. Đi thẳng luôn. Đại lộc hả chú chị bạn? Dạ. Bo nó bự hết trơn. Cái này chuẩn cho chuẩn bông nó cũng chuẩn rồi, giờ nó cũng có nở lát lát một hai mặt bông rồi. Cái này thì hôm nay là em vô quay cái vườn ở trong nhà em luôn á. Thì nếu cô chú anh chị em mình theo dõi em thì năm ngoái em cũng quay cái clip ở trong nhà em nhiều. Cái vườn phần đa là phần giảo thôi. Giảo thì sắp tới đây trong tháng này em cũng chào bán cái lô giảo này luôn á. Năm ngoái mình cũng quay mấy clip ở trong đây nha anh. Đúng rồi. Năm ngoái cũng quay mấy clip trong đây thôi. Chuẩn bị em cũng chào bán cái lô giảo ở đây á. Thì cây số 8 này cũng tiếp tục là cây đại lộc lộc nha cả nhà. Cây này rất là lực. Giót ngọn nhẹ nhẹ luôn ha. 47. 47. Quay lên chụp cái đội hình đó cái 68 là tán ngang. Cho đội hình này nó khiên nổi cái này vậy cô ơi. 140. Cây phát triển rất là tốt ha chú. 140 là chiều cao nhá. Cây phát triển nó tốt tại vì nó đang bắn cái đợt non như thế này nè. Từ trên xuống dưới là nó đang chuẩn bị ra đợt non. Do cái này mình con tàn á, qua Tết là con tàn á.
Rồi cái cây mạ, cái này hoành gốc 47 đúng không anh? Đúng rồi, hoành gốc 47. Rồi cái cây mạ số 8 em vô lưu với cả nhà với giá 7 triệu nhé. Rồi giá 7 triệu của chú Nhi Bạn ơi. Rồi tiếp theo mã số 9 của chú Nhi Bạn.